Dạ, con bonsai Lâm Trần xin kính chào cô chú và anh chị ha. Hôm nay đến vườn của ông anh chia sẻ cùng cô chú anh chị một số cây cái gân khủng nha của ông anh, ông đang nuôi. Đó, cô chú anh chị xem ha, đây cành khủng khiếp lắm nha. Đây đây đây, bỏ nhẹ vô cho cô chú anh chị so sánh ha. Quay xích gà em xích gà. Đây. Dữ lắm, bự nha cô chú anh chị. Cây hiện tại đang nuôi không nha chú anh chị, bự nè. Và từ từ rồi đi vòng qua luôn em ơi, coi dàn xương nè chú anh chị, mặt bên này mặt sao quá nó nè. Lâu lâu có dịp lên ông anh chia sẻ một số cây khủng của ông anh. Cây này chưa giao lưu không nghe cô chú anh chị. Dạ, nó u rồi nè. Khủng lắm nghe cô chú anh chị. Đây. Đây. Rất khủng nghe cô chú anh chị. Khủng không ạ? Rồi dài qua đây nhiều lắm, bên kia nữa. Đây. Cũng lắm nha. Đây cạnh nè. Nhiều lắm nha cô chú anh chị, chia sẻ cho chú anh chị xem số nào đó nha. Đây. Bú. Xa em xa. Để cho chúng chị so sánh ha. Dài qua đây luôn. Quay mặt bên kia em. Cái này vành chắc cỡ, cái này nếu nó vành chắc cỡ 1 mét mấy. Cái gần của con cây cũng bị bự, mình cũng gặp mấy cây này thôi. Mấy cây của con này sao hơi nhỏ. Bự nè của chú anh chị, đo nè, đo gần đây nè, đầu bay lên lên em đó, xa xa ra đó. Đây đo gần cho cô chú anh chị so sánh ha. Cái gần nè cô chú anh chị nhiều lắm luôn chú anh chị ơi. Cái này đo vành chắc mét rưỡi. Đây con để tay nè, em quay vòng đây. À. Cuối clip con xin kính chào cô chú và anh chị nha. Chúc cô chú anh chị thì nhiều sức khỏe ha. Có gì đăng ký kênh ủng hộ kênh con ha. Con chia sẻ cùng chú anh chị là một clip cái găng ha. Dạ, con xin kính chào.